Từ Vương quốc Đan Mạch, Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2024. Anh Tiến, tại sao đất nước Đan Mạch bây giờ tối rồi, trời nó vẫn còn sáng thưa anh? Hiện giờ là 9-10 giờ vẫn đã sáng rồi, nhưng mà đã khá tới đây tối nay 1-2 giờ khuya rồi đó. Anh coi thử coi là nó vẫn sáng, đặc biệt vậy đó. Thì thường bên này thì buổi mùa hè đó, thì nó sáng lâu lắm. Ở đây nó có cái lạ đó, mà hoặc có những nhiều năm là nó sáng cả đêm luôn. Như ngày tối hôm nay là nếu mà anh nhân ở đây tối không ngủ được á, tại bây giờ được ngó ra cửa sổ coi, nó vẫn sáng ở ngoài. Tại vì thời tiết năm nay nó có cái đặc biệt gì đó, mà ngày hôm qua họ dự đoán thời tiết, họ có chiếu trên phim mà nói chuyện. Thì mấy cái hiện tượng này nó xảy ra cũng lâu lắm, bây giờ nó mới có cái này. Thì cái vị trí của mặt trăng mặt trời nó nằm sao trên cái đối với quả đất đó, thành nó tối nên nó sáng, vẫn đêm vẫn sáng. Thì tối nay anh Nhân sẽ được coi chuyện đó. Giờ mình đang đi tới đâu anh Tiến? Đây đang đi ở đây cách Copenhagen khoảng 50 cây về phía nam. Thì mình mà cái tỉnh này tên là Stels. Chỗ này là cái là Stelkling. Đây là một cái di tích mà cách đây 65 triệu năm thì có xảy ra cái vụ mà cái là một cái thiên thạch đánh vào đây. Đây có cái điều đặc biệt cái vùng này là cách đây 65 triệu năm nó có một thiên thạch. Nó đập xuống vào đất thì nó đập ở đây. Yeah. Sau này bây giờ tới giờ là ngày hôm nay mà người ta vẫn còn kiếm ra những cái xương, bộ xương của khủng long còn nguyên vẹn, họ đã kiếm rất là nhiều. Rồi cách đây cũng có nhiều cái bảo thần viện để chứa mấy loại đó. Yeah. Còn cái nhà thờ dưới đây là bây giờ cái nhà thờ mới thì đã xây vô trong đây rồi. Nhưng mà còn nhà thờ cũ nằm ngoài kia, nó nằm trên vách núi, nó bị bờ biển nó bị ăn mòn sát một vách núi thì nó cũng có giống muốn sập xuống. Đây là một cái nhà thờ đó, nó bị lâu ngày nó bị bào mòn, và người ta đã làm ra một cái nhà thờ khác ở ngoài xa kia, tức là cách đó khoảng mấy chục mét, người ta làm ra một cái nhà thờ mới. Và có thể nói là đây là một trong những cái di tích lịch sử của đất nước Đan Mạch. Quý vị thấy một cái danh lam thắng cảnh của nước Đan Mạch, rất là nhiều khách du lịch đến đây. Oh, very good, thank you. Yeah. Where you come from? The Netherlands. Ireland. Yeah. 1 week. We had a really nice weather. I see. Oh, very beautiful. Come to Denmark. It's really quiet and we had really nice weather. Thank you very much. Bye bye. Xưa là đất nó còn ra tới đây lúc còn nhà thờ, thì người ta đã chuẩn bị, người ta đã đổ cát đá xuống đây, đá một số đá vẫn còn ở dưới kia. Thì bây giờ từ không biết bao nhiêu năm đó, mà bây giờ nó bắt đầu vô như kỳ vừa rồi, tháng 10 vừa rồi đó, để nó bị lấn vô thêm một rất là nhiều thước nữa, nó sụp xuống. Mà biến đổi khí hậu kìa. Yeah. Rồi thời tiết, biến đổi khí hậu, thời còn ở dưới này là đã, mình nãy mình đứng ở dưới mình thấy nó rất khoan, cái lỗ dưới sâu lắm rồi. Thế mình thấy cái cây đằng sau không, ở dưới cái góc đó, nó trống rồi, bị bão tối rồi bị. Còn nãy mình đứng ở dưới kia đó, vách núi nó cũng bị khoen ở dưới đó. Có nghĩa là trong những cái đây là những cái hình ảnh có thể là cuối cùng, không biết là bao nhiêu ngày nữa thì cái đó nó rớt xuống. Hoặc là nguyên cái tảng núi bên sụp bên đó có thể nó xuống. Tại thời tiết ở đây nó rất là gió mạnh, rất là mạnh, không biết được khi nào nó sụp. Thưa quý vị, Vương quốc Đan Mạch được mệnh danh là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, nổi tiếng với những điểm du lịch vì Đan Mạch là một trong những quốc gia có ba mặt giáp biển, là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ưu tiên cho đất nước này. Một chuyến du lịch Đan Mạch vừa để ngắm biển, vừa ngắm núi non, vừa chiêm ngưỡng những công trình cổ trong các thành phố, thì Đan Mạch là điểm đến lý tưởng nhất. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ Vương quốc Đan Mạch.